Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì video lần ngày hôm nay là sẽ quay trực tiếp ở trên xe và tôi không có đeo mic, cho nên rằng là có thể là âm thanh nó sẽ không tốt. Thì tôi muốn nói với các bạn là tại sao ở Việt Nam những doanh nghiệp lỗ nhưng người ta vẫn làm. Ví dụ như là các bạn nếu mà coi về cái báo cáo tài chính của Thành Bưởi thì doanh nghiệp này một năm có doanh thu thậm chí lên tới là 500 tỷ. Nhưng mà từ năm 2021 Thành Bưởi liên tục báo lỗ và thậm chí là báo lỗ lên tới 85 tỷ một năm. Thế thì các bạn tự hỏi lỗ mà người ta làm tại sao? Là bởi vì một là người ta yêu cái nghề, hoặc là đó là cái mạng sống của người ta, gọi là đứa con cưng của người ta, thì người ta sẽ vẫn tiếp tục người ta làm để người ta sau đó người ta tìm cái giải pháp. Nhưng mà hiện giờ những mà doanh nghiệp mà thật sự là yêu nghề, tôi nghĩ rằng là không còn bao nhiêu. Còn cái trường hợp giống như là Thành Bưởi là bởi vì sao? Là bởi vì cái báo cáo lỗ là cái báo cáo dùng để lách thuế, chứ không phải là thật sự người ta lỗ. Những cái khoản tiền mà không được đưa vào báo cáo tài chính, những khoản tiền nó mới lớn. Thì tôi mới nói các bạn rằng là cái đồng tiền mà bẩn hay còn gọi là đồng tiền đen nó lớn hơn nhiều so với lại là cái tài sản mà các bạn có thể thấy được. Chẳng hạn như rằng là các bạn nghĩ rằng là tiền của ông Vin đi, ông có 80 tỷ đô la. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là cái số tiền thực chất ông ta cầm là bao nhiêu thì không ai biết. Nó có thể rằng là hơn cái số đó, nhưng hoặc là nó có thể thấp hơn cái số đó nhiều. Tùy vào cái mục đích mà người ta muốn cho chúng ta thấy để làm gì. Mẹ tôi nói ngày xưa có cái cô kế toán kìa, cổ lang làm cho doanh nghiệp rồi cổ xin nghỉ. Cổ nói rằng là mệt quá chị ạ, lúc nào cũng phải có hai sổ. Các bạn hiểu hai sổ là gì? Hai sổ là một sổ dùng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo với lại chính phủ. Còn cái sổ thứ hai mới là cái sổ hoạt động thật của doanh nghiệp. Và đương nhiên rằng là người ta vẫn cần biết con số thật. Cái đó là chắc chắn. Người ta phải biết, muốn biết lời lỗ chứ. Đó là lý do mà những người nào mà thật sự muốn có con số minh bạch, hầu hết bây giờ giống như bản thân tôi vậy, tôi đưa qua cho một cái công ty mà kế toán à, người ta phụ trách, người ta báo cáo thuế rồi người ta làm hết sổ sách theo đúng quy định mới nhất. À, tại đó là cái nghề của người ta kiếm tiền mà, cái dịch vụ thì mình để cho người ta làm, tại vì mình cũng chẳng cần cái gì đâu mà che giấu. Còn đối với những doanh nghiệp mà họ cần có kế toán riêng là bởi vì họ không muốn những cái chi phí hay là những cái khoản bất ngờ nó lọt ra ngoài. Chứ bây giờ chẳng hạn như tặng cho ông cán bộ ít nào đấy một căn nhà trị giá vài chục tỷ, rồi đưa chi phí đó vào đâu? Phía trước có trạm thu phí. Đúng không? Sao dám đưa cho chi phí? Cho nên lúc này là kế toán phải bùa cái con số này đi. Vậy thì 50 tỷ này biến mất vì lý do gì? Đương nhiên nó sẽ không biến mất một cục 50 tỷ đâu, tại vì cái số đó lớn. Nó có thể chia nhỏ ra nhiều cái khoản, thậm chí cả trăm, cả ngàn cái chi phí khoản khác, để cái 50 tỷ này nó có thể biến thành là hàng trăm khoản, vài trăm triệu, rồi nó mới hợp lệ. Cho nên cái những kế toán này thật sự, tôi nói những kế toán mà lách thuế là những kế toán thật sự giỏi, thật sự giỏi. Nè, họ tính toán chi phí rất là hay. Mà để ngay cả mà kiểm toán, nếu mà đi vào mà thậm chí rằng là có thể kiểm toán không phát hiện ra. Thì các bạn thấy rằng thường là những doanh nghiệp nào mà có những cái khoản chi phí đáng ngờ là chắc chắn họ gọi là bùa. Cái thứ hai là đi vay. Giống như tôi vừa mới coi cái video TikTok
một cái anh chàng chủ nợ chân đi dép ha, vừa mới rằng là kéo kính, tức là bên trên một chiếc xe mẹt nha, chiếc mẹt màu trắng đàng hoàng, à, kéo kính xuống, anh này vừa mới cho cái tay vào là chủ xe tông ga, tăng ga bỏ chạy, đến nỗi mà anh ta bị cuốn mà bay ngang luôn á, à, bị kéo theo đó, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tới góc ngã tư thì chủ xe dừng lại, có vẻ dừng lại, à, chứ không là có người mất mạng á. Thì cái đoạn video này anh này tăng lên, tung lên mạng và nói rằng là đã gặp con nợ. Thì người ta mới vô bình luận đó, trời đất ơi, chủ nợ bây giờ chủ nợ đi dép, con nợ đi mẹt. Thì có bạn khác bình luận, nó phải làm như vậy thì nó mới vay được người ta, chứ còn bây giờ đi dép đi xe đạp ai cho vay mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ. Vậy thì nó phải chạy mẹt, nó phải làm ra vẻ như là nó là dân có tiền, à, nó xài sang thì người ta mới cho nó mượn tiền đó, nguyên tắc là như vậy. Cho nên ngay cả khi mà các bạn những cái doanh nghiệp, à, thậm chí lỗ trào đơm đó, nhưng mà vẫn tiếp tục là dư ăn nên làm ra đó, chủ vẫn là đi ăn chơi sang chảnh đó, vẫn lên mạng tự tin nói chuyện đạo lý dạy người ta làm giàu. Tại vì thật sự ra nó cần như vậy nó mới lừa được, nó mới lừa được người khác cho nó vay. Lừa đầu tiên là lừa ngân hàng, lừa ngân hàng để cho ngân hàng, mà nhiều ngân hàng là sợ luôn á, sợ con nợ luôn, tại vì cái nợ xấu của con nợ về sau mới biết đó, về sau mới biết. Thì đương nhiên vậy, có nhiều trường hợp là giám đốc ngân hàng cũng nhận một cái chi phí của doanh nghiệp để rồi nghĩ thôi mốt mình chuyển công tác. Tại vì một cái khoản nợ vay lớn á, nó đâu phải 1-2 năm các bạn, có khi nó lên tới hàng chục năm đó. Vậy thì tới khi mà cái người giám đốc ngân hàng chi nhánh đó chuyển đi công tác khác thì cái ông sau mới là cái ông ăn mức. Đó là lý do họ chỉ nghĩ đơn giản, ok, vậy thì bây giờ cứ việc làm bùa sổ sơ sổ sách rồi sau đó là cho vay, à, nhưng mà giám đốc cũng được ăn một cái tiền hoa hồng đó, nhờ duyệt cái phần vay đó. Thì chính vì vậy mà rất nhiều doanh nghiệp ma bây giờ vẫn vay được những số tiền khủng từ ngân hàng là vì cách làm này đó. Vậy thì các bạn nghĩ rằng là nợ xấu á là ai gánh? Ngân hàng gánh không? Nhà nước gánh. Tôi nói với các bạn rồi, thật sự ra ngân hàng là một hệ thống của nhà nước, cho nên nhà nước gánh. Mà nhà nước ra thì lấy tiền của ai? Của từ các bạn, để mà trả những cái khoản nợ xấu đó, bù lỗ vào những khoản nợ xấu đó. Thì có nghĩa rằng là các bạn đi làm bao nhiêu chăng nữa, đóng thuế bao nhiêu chăng nữa, cuối cùng rồi các bạn dùng cái số tiền của mình á để trả những cái bữa ăn xa xỉ cho những thằng mà doanh nghiệp bẩn, để trả cho những chiếc siêu xe du thuyền rồi này kia của bọn doanh nghiệp bẩn đó. Thì các bạn hiểu rằng là tiền của các bạn cày bao nhiêu để cho người ta hưởng thụ, tức không? Tức chứ. Cho nên cái bọn mà doanh nghiệp bẩn này, thật sự ra tụi nó vì tiền, tụi nó không biết nhục, nó không biết xấu hổ. Các bạn thấy rằng là những năm gần đây nhiều doanh nghiệp bây giờ là ăn mức lộ mặt đó, bắt lia chia, tại vì làm ăn không đúng. Thì đây là một trong những cái cách nữa để mà các doanh nghiệp, lý do mà tại sao là phải bùa cái lỗ xuống. Tại vì bùa cái lỗ xuống thì cái lỗ này là cái lỗ của công ty, lỗ của doanh nghiệp, chứ không phải là cái lỗ của cái thằng giám đốc. Bởi vì cái thằng giám đốc nó đã ăn và nó lừa được người ta, lừa được ngân hàng, lừa được cả bạn bè của nó. Nó xúi người ta đầu tư vào cho nó, đưa tiền đi cho tao đầu tư. Thì các bạn thấy những cái chiêu mà gần đây rồi, vẽ lên những cái doanh nghiệp mà tiền tỷ, rồi sau đó là kêu gọi đầu tư
sau khi mà có người đầu tư vào cho nó thì bắt đầu là doanh nghiệp biến mất từ từ. Hoặc là cái chiêu nữa là lúc này mới báo lỗ thật, tức là nó làm bùa sổ sách lên để có lời rồi nó dụ người ta đầu tư. Sau khi người ta đầu tư rồi, lúc này rằng là một thời gian nó mới bắt đầu báo lỗ. Thì đương nhiên là cái nguyên tắc đầu tư các bạn thấy rồi, có lời thì chia, còn lỗ thì cùng nhau chịu. Cho nên rõ ràng một điều là khi mà doanh nghiệp báo lỗ thì các nhà đầu tư cũng khóc luôn. À, tiền của mình bây giờ đã hóa thành zero. Cho nên rằng là các nhà đầu tư cũng rất là khôn khéo. Những nhà đầu tư lớn, những người mà làm ăn, họ rất là khôn khéo. Thì nếu mà lừa được những người giỏi thật sự thì cái thằng lừa đó cũng dữ đó. Phải công nhận là dữ đó, chứ không phải không đâu. Lừa được là cấp siêu lừa đó. Nhưng mà hầu hết ở Việt Nam tụi nó lừa bằng gì? Lừa người lao động, lừa người nông dân, lừa những người mà thậm chí về nhà phải cầm sổ đỏ, phải bán đất để lấy tiền đầu tư cho nó. Bởi vì sao? Bởi vì bọn họ cũng tham giàu, cũng tham giàu và tham lời. Cho nên nó phải vẽ ra một cái miếng bánh mà có cái độ lời cực cao, cao hơn cả tiền gửi ngân hàng. Một năm gửi ngân hàng có được nhiêu, bây giờ còn có 5-6%. Vậy thì nó phải vẽ cái miếng bánh vẽ cho các bạn là đầu tư vào thì lời 10-20%, thì lúc này là nhiều người sẽ tham. Thì cái cấp lừa này không phải gọi là siêu lừa, không thông minh, mà gọi là mất dạy. Nó đánh vào những người gì? Những người mà thiếu kiến thức. Nó đánh vào những người mà người tham đó. Và đa phần là rơi vào tầng lớp mà lao động. Rồi những người lao động này nè, bà con đông, bạn bè đông, gom hết. Giống như cái vụ vua rau má vừa rồi, các bạn nhớ không? Là gom cũng được một mớ, thiệt là bự. Rồi sau đó rằng là cái người mà đứng ra tập hợp tiền á, cái người đó chỉ có nước tự tử thôi. Nhưng mà đâu phải chết là hết các bạn. Bây giờ mà người ta đưa tiền cho mình rồi mình làm mất thì mình tự tử là mình chết, nhưng mà người ta cũng đều đứng theo. Hàng bao nhiêu người như vậy, tôi hỏi các bạn rằng là lấy cái tiền đó nhiều khi cả năm mấy năm trời không dám đi du lịch, không dám mua một bộ đồ mới đó, tiết kiệm tiền để mong cái ngày đổi đời. Cuối cùng rồi đúng là đổi đời. Hồi xưa là đủ ăn thì bây giờ đổi đời xuống nghèo luôn. Cho nên cái bọn mà đầu tư này nó hay lắm, nó giúp người ta đổi đời. À, ghê chưa? Tốc độ giới hạn theo 80 km/h. Đó là cái lý do ở Việt Nam làm giàu tại sao không khó. Vấn đề là các bạn đủ cái độ dày về mặt, đủ cái độ liều và đủ cái độ mất dạy để mà làm ăn gian dối hay không. Vì vậy bản thân tôi nói, có người nói rằng ơi, này nó biết gì về làm ăn. Dạ chính vì biết mới không muốn làm theo cái kiểu đó. Chứ không phải rằng là nai tơ ngáo ộp rồi sau đó là không biết chiêu trò của mấy người, mà là chính vì biết mà không làm. Mà chính vì không làm theo á thì thua. Thấy người ta có tiền, người ta mở chi nhánh, mở ầm 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 ầm. Mình biết nó lừa đảo, mình biết nó không chất lượng, nhưng mà đó là mình biết. Còn người khác thì người ta vẫn tin nó sái cổ. Thì cái này thật sự tôi chia sẻ các bạn. Nhiều khi á, hiện giờ là công việc của tôi nó cũng đang có những cái tiến triển tốt hơn. Chẳng hạn như tôi nhìn mấy cái đứa bé mà đăng ký hội đồng, lúc đầu vào nó không đọc được, đọc sai tứ lung tung. Dạy có mấy bộ quần áo thôi ở dưới Đồng Nai á, dạy chua cay luôn. Thậm chí có bé nó còn chưa viết được, lên tới lớp 1, lớp 2 rồi chữ viết còn lọng gọng to thù luôn đó. Cái trình độ mà văn hóa ở ngoài tỉnh nó thấp hơn ở mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh, như là tôi đã từng nói. Thì những đứa mà tới bây giờ học là nó đã cải thiện được rất là nhiều. Cả
cải thiện được rất nhiều. Và đó chính là cái mà nguồn động viên. Rồi phòng tập mở ra từ tháng 3. Có một anh chàng người mở không, mới vừa dạo này á, thân hình bắt đầu là xẻ ra có nét. Anh nói hồi lúc đầu á, em đi tập em cũng định nghỉ rồi, tại làm công nhân mà tăng ca, em cũng định nghỉ rồi, mà sau đó cái mình ráng, tại vì cái anh chàng huấn luyện viên này cũng là cái người mà ham tập luyện, cái kích dần, cho nên bây giờ rất nhiều người là đi tập hiện giờ là nhìn vô anh huấn luyện viên to đùng của tôi mê, cho nên là cố gắng tập theo. Và đến chính vì vậy mà không chỉ riêng anh này mà nhiều người bây giờ đang cải thiện cái vóc dáng. Và chính vì vậy mà họ mới nói em định bỏ rồi, mà tới bây giờ thấy cái kết quả ghiền, không bỏ được. Thậm chí đi làm tăng ca, hồi xưa mệt, lúc đầu mệt nghỉ, còn bây giờ mệt vẫn ráng đi để giữ vóc dáng, sợ mất. Thì cái tâm lý này là cái tâm lý của người đi tập mới biết, đó là đã tập rồi là bị ghiền, tại vì mình sợ mình mất đi cái công sức mà mình đã bỏ ra. Đó. Thế là tôi nói, tôi nhìn được và tôi nghe những lời mà đánh giá từ cái khách hàng của mình. Lúc đầu cũng định nản lắm, nhiều khi mình nói chắc định dẹp cái cơ sở ở ngoài Long Thành. Nào là dập những khách ba dơ vô trả giá, rồi so giá rồi này kia, rồi gặp những đứa con nít cha mẹ nó không dạy nó đúng, đó, sống vì điểm ảo, rồi chắc ngược lại tôi có những cái tôi chia sẻ nó định dẹp luôn á. Cái bây giờ mình lại thấy những người mà người ta tiến bộ, người ta lại là giữ cái động lực cho mình. Và hiện giờ như vậy, các cơ sở mà tôi lập ra, đôi khi tôi không biết rằng là các bạn tin những cái chỗ khác ở đâu như thế nào. Tôi chỉ biết rằng là đối với tôi, nhân viên là tôi đều nói họ làm hết lòng. Phải gánh một cái chi phí mà quá lớn, cho nên chỉ còn cách là mọi người đồng lòng làm để nó có kết quả. Mọi người vì cái tổ chức mà cố gắng. Và đương nhiên ngược lại, tôi cũng vì mọi người. Họ biết rằng là cho dù rằng là doanh thu có ảnh hưởng, tháng có ảnh hưởng, những tháng mưa, tháng bão, vắng tanh, không có khách trên quán, tôi vẫn cố gắng trả lương cho họ đúng ngày. Và họ biết rằng là có những lúc mà người ta về rồi thì tôi vẫn tiếp tục ngồi dậy. Đó, 9 giờ rưỡi đóng cửa trung tâm rồi thì nhân viên vẫn thấy tôi còn ngồi dậy online tới khuya. Thì những cái mà như vậy tôi thấy được rằng là chúng ta vì nhau để phát triển, thì đó là cái cách tôi xây dựng doanh nghiệp, xây dựng một cái tổ chức. Như là tôi nói, đó là chúng ta có những con người, chúng ta đi làm để chúng ta tiến bộ, để chúng ta phát triển, chứ không phải chúng ta đi làm để rồi sau đó chúng ta phải mệt đầu vì đấu đá, mệt đầu vì cái dạng công ty gia đình. Và tôi nói với các bạn là tới tận bây giờ tôi không kêu gọi đầu tư nhé, toàn bộ tiền bỏ ra là tiền từ gia đình và cá nhân tôi bỏ vào. Đó, cá nhân tôi bỏ vào. Thì tôi chỉ thấy rằng là mình bỏ hết công sức của mình vào, mình làm, nếu ông trời thương thì ông trời sẽ cho mình phát triển. Đó, những người nào mà biết, hiểu và theo dõi tôi thì là sẽ hiểu cái cách mà tôi sống. Còn nghe loáng thoáng qua, đọc lâu lâu lên mạng, đọc vài ba câu thì tôi nghĩ chắc không hiểu hết đâu. Mà tôi cũng không cần, tại vì những người mà suy nghĩ hời hợt á, những người đó bản thân họ cũng đã khó phát triển rồi. Đó, họ mà kiếm tiền như cỡ tôi, tức là đầu tiên là phải xây dựng cái năng lực của bản thân đã. Đó, xây dựng năng lực bản thân bằng cách nào? Học. Tôi nói không phải rằng là mình có năng
khiếu, ví dụ như cái ngành mình là tiếng Anh, không phải là vì mình có năng khiếu mình giỏi hơn người, mà là chính vì mình lúc đầu cũng đầy cái lỗ sai ra, và sau đó là mình luyện dần đó. Rồi hàng bao nhiêu năm trời đó, ngồi coi clip, ngồi đào tài liệu, chứ không phải rằng là đùng một cái nó một sớm một chiều. Cơ thể cũng vậy, phải gần 20 năm đi tập đó. Rồi nhiều thứ như vậy nữa, thì đầu tiên là học và rèn luyện để cho nó đi vào cái nền tảng mình đã đó. Thì khi mà nó đi vào cái nền tảng rồi, các bạn có thực lực rồi, thì các bạn mới có được cái gọi là mình tự tin. Thì sau đó mình ra ngoài mình kiếm tiền, mình lại tiếp tục mình cải tiến liên tục, liên tục cải tiến, chứ không phải rằng là mình dậm chân tại chỗ. Ví dụ như là có cái sản phẩm, có cái dịch vụ, hay là có giống như tôi cái bài giảng mà tôi xài đi xài lại không được, tôi phải chỉnh lại, theo chỉnh lại. Rồi có những cái vậy, khi mà mình làm ra được, giống như hôm qua ha, bình thường á, có một cách lên một thời gian là tôi dạy online á, tôi chiếu trực tiếp lên màn hình, cái slide nó bị đứng. Còn bây giờ thì cái slide nó lên, mà nhiều khi á, mình một cái thời gian cái mình không kiểm tra. Chính vậy dạy học nó có những cái nó không có sinh động cho lắm. Thì tới khi mà mình suy nghĩ lại, và mình tìm cách để mình cải tiến, bây giờ chiếu không được thì mình có thể làm một cái dạng hình ảnh, một cái dạng như là hình ảnh hay một cái công cụ kiểu khác đó. Rồi tới khi mà các hãng nó fix lại những cái lỗi, thì lúc này mình thấy ồ hay quá, bây giờ việc dạy học online nó dễ hơn. Thì tôi nói không cách nào mà mình ngưng cập nhật rồi mình đổ lỗi cho là sao mà xã hội phát triển rồi, sao người ta không dùng. Tôi không bao giờ nói cái thời nó đã qua, cho nên bây giờ mình không thể nào mà mình cứ hoài niệm, mình nhớ lại cái thời huy hoàng, mà mình phải thay đổi để mình tiếp tục có một cái thời kỳ huy hoàng khác đó. Cải tiến để có một cái thời kỳ huy hoàng khác, chứ không phải cứ hoài niệm. Cho nên tôi rất kỳ, ngay cả ông già tôi hay nói câu thời của bố nó vậy, nói thời bố khác, thời con khác, đừng nói chữ thời. Thậm chí bây giờ thời bố cũng vậy, là cái thời mà người ta đang mở cửa nền kinh tế thị trường, họ cho vay vốn này kia rất dễ và trả lãi rất thấp. Còn bây giờ không phải là thời mà mới của kinh tế thị trường, cho nên bây giờ bố ra coi, bố nghĩ bố có tài sản, bố ra ngân hàng bố vay coi nó cho bố vay không. Thời bây giờ vay vốn không dễ như ngày xưa. Và đối với lại có thể rằng là từng cái cá nhân khác nhau, doanh nghiệp khác nhau, mà cái mức lãi nó cũng khác nhau, chứ không phải nó có một mức đó. Cho nên bố đừng có nói với con là cái thời bố nó như thế nào. Đã lâu rồi bố không làm kinh doanh, lâu rồi bố không va chạm vô trực tiếp đó. Không phải lúc nào các bạn cũng nói rằng là gừng càng già càng cay, người đi trước là có kinh nghiệm. Các bạn còn phải biết chọn lọc cái kinh nghiệm nữa kìa, chứ không phải cái gì cho cũng lấy. Vậy thì những người giỏi thì mới nói người ta có lối đi riêng, không có ai dạy được, không có lớp nào dạy làm giàu, dạy tư duy được hết. Cái người đã không có tư duy, không biết chọn lọc, thì có cho nó vô vàn cuốn sách, nó có đọc hết cả ngàn cuốn sách, nó cũng chẳng rút tỉa được cái gì đó. Thì tôi gặp rất nhiều người vậy, ham học lắm mà không bao giờ đi tới nơi tới chốn được, tại bản thân họ họ không biết phân tích đó. Và đương nhiên rằng lên mạng cứ thấy ai nói hay là ngồi coi, cũng chẳng biết người đó hay thật hay không. Còn tôi là tôi thấy những người nào mà hay thật, giống như bây giờ các bạn nếu mà muốn coi thì một là coi ông Dr. Housing là một, thứ hai là ông Sát Hùng Anh. Hai ông đó tôi thích hơn là so với mấy cha nội diễn giả khác. Thì các bạn hiểu là các bạn, thì các bạn mới biết được cái nào người ta nói là thật, vậy thôi. Và đương nhiên là những người mà có kinh nghiệm, có cái học lực ha, có gọi là chốt trình độ
thì cái câu chuyện của họ nói nó sẽ khác, nó thực tế hơn, cụ thể hơn, đó, có dẫn chứng hơn là những cái nói chung chung về đạo làm người, rồi cách quản lý nhân viên là các bạn phải hiểu được tâm lý của nhân viên. Thì đúng rồi, hiểu tâm lý nhân viên, nhưng hiểu sao? Giờ chỉ tôi coi cái mẹo để hiểu tâm lý nhân viên sao. Nói chung chung thì ai nói cũng được đó. Đó là đôi khi có những cái trường hợp, ví dụ có một cô này là trưởng phòng nhân sự trong một cái tập đoàn nước ngoài. Cô ta nói tôi, trong cuộc họp thường là khi cô ta đưa ra cái quan điểm, người ta hay ngồi im re. Cái tôi mới nói cô phải nhớ rằng là người ta đi họp vì mục đích gì. Đó, những cái đóng góp của họ có mang lại cho họ cái quyền lợi tốt hơn hay không, tức là họ có thêm tiền thưởng, họ có thêm cái gì đó hay không, họ có thấy họ có giá trị hay không, thì họ mới lên tiếng. Rồi, vậy thì nếu như trong trường hợp mà họ cung cấp ý kiến mà họ không được một cái quyền lợi gì, thì cái này là phải là ở cấp chính sách của công ty. Cho nên cái người mà như cổ, vậy thì có thể rằng là đề bạc, đề xuất để thay đổi cái chính sách về quyền lợi hay không. Chứ đương nhiên là đi làm mà không có lợi không ai muốn làm. Đó, thì đầu tiên là phải coi lại về cái chính sách. Rồi, cái nữa, có những người họ bị thụ động. Họ bị thụ động, cho nên họ chờ người khác đưa ra ý kiến, thì lúc này họ ngồi họ hưởng ứng. Ôi hay quá à, mọi người đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Chỗ ý kiến này hay nè. Vậy kêu họ, họ có ý kiến không? Không. Những người này là họ bị thụ động đó. Năng lực họ có giới hạn, cho nên nếu các bạn muốn họ phải đóng góp ý kiến liền thì họ không có. Vậy thì cho họ phát huy đã. Tôi hay nói với lại các nhân viên này, ngay ở bên nhân viên tư vấn, em không phải tới giờ làm việc em vô bàn em ngồi, em có thể em đi, em đi phát tờ rơi, em đi ra ngoài em gặp người này người nọ, không nhất thiết em phải ngồi ở trong văn phòng, tự do thoải mái, miễn em kiếm được khách đó là được. Cho nên cứ cho họ thoải mái làm à, rồi mình ở ngoài mình nhắc nhở. Thì nhiều khi á, ở trong các lĩnh vực nhưng mà thường thì tôi dạy nhiều ở bên về nhân sự à, bên bộ phận HR tôi dạy nhiều đó. Thì những cái tình huống mà trong doanh nghiệp hay là về cái cách mà xử lý với nhân viên, thì những cái này tôi hay lên tiếng à, quên đọc hay góp ý đó. Lúc này là đang chạy xe đông cho nên có những cái mà không có, cái não nó giống như bị phân chia, cho nên rằng là nó không có những cái trường hợp cụ thể, tại vì phải nhớ ra liền. Thì đa phần là khi mà làm một cái video tôi hay tập trung thì tôi sẽ nhớ ra liền đó. Còn lúc này thì thiếu những cái dẫn chứng nào hay hơn. Thôi, video này cũng đã dài, để cho các bạn hiểu một điều là ở Việt Nam tại sao người ta lỗ mà người ta vẫn làm, là cái ý đó cái đã. Hẹn gặp lại.